Tối nay em không ạ. Em đi đâu? Em đi chơi với người yêu ạ. Vâng ạ. Tại 7 giờ anh đến đón em nhé. Vâng anh. Em à, hôm nay sinh nhật em, tối nay mình đi xem phim nhá. Nhưng mà tối nay em có hẹn với người khác rồi. Em có hẹn mày ai? Đây là ai? Là ai em không còn quan tâm. Nhưng anh là người yêu em cơ mà. Anh nói xem, từ ngày yêu anh đã cho tôi được cái gì? Hôm nay người ta bún bánh đợi tôi ở cổng kia kìa. Còn anh thì sao, anh có nguyên con đuôi rách này thôi à? Em hãy đợi đấy, tối nay bún bánh đứng trước cổng nhà em. Được, tôi sẽ chờ anh. Châu à, hôm nay tao nhờ tất cả vào mày. Có giữ được người yêu anh không? Tao trông cậy vào nhà mày tất. Châu nhá.